Ai mới là vợ? Ngày xưa, khi khoảng cách giữa trời và đất còn chưa phân định quá xa, có một nàng tiên xinh đẹp sống trong tòa lâu đài ngập tràn hoa cỏ ở chốn thiên đình. Nhiệm vụ của nàng là cai quản nghề nông và tạo thời gian cho con người nghỉ ngơi vào cuối tuần. Vì thế, người ta gọi nàng là nàng tiên thứ bảy. Hỡi nàng tiên thứ bảy xinh đẹp ơi, nàng đang làm gì đó? Thái tử điện hạ, tại sao ngài lại tới đây? Ta đến thăm vợ sắp cưới của ta. Nàng tiên thứ bảy, ta với nàng là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, ta thật lòng yêu nàng. Sao đến giờ nàng vẫn không động lòng chứ? Thái tử, xin ngài hãy tự trọng cho. Ta xin phép cáo từ. Ta phải làm sao để thoát khỏi hắn được đây? Thái tử là một tên gian manh, đáng sợ. Ta ước gì mình có thể thoát khỏi nơi này, đến nhân gian, nơi con người sinh sống, và tìm kiếm được người khiến trái tim ta rung động. Hãy đưa ta tới trần gian. Lời ước vừa nói ra, cổng trời ngay lập tức đã đưa nàng tiên thứ bảy tới nhân gian. Wow, nhân gian mới đẹp đẽ làm sao. Bỗng nhiên, một tiếng sáo từ đâu vang vọng tới, khiến cho nàng tiên thứ bảy im lặng, lắng tai nghe. Thì ra là một chàng trai đang ngồi thổi sáo. Tiếng sáo ấy mới da diết làm sao. Ta nên đến gần đó để nghe nó thật rõ hơn. Nàng trèo qua những ngọn đồi trùng trùng điệp điệp, đến một căn nhà tranh nằm treo leo trên đỉnh đồi. Trời đã tối mất rồi, ta không thể ở đây được. Ta phải trở về trước khi cổng trời đóng lại. Ai vậy? Cô là ai? Sao lại ở đây? Ta không may đi lạc nên đến nơi đây. Nơi đây đường xa vắng vẻ, nàng đi một mình nguy hiểm lắm. Chỉ bằng ở lại đây một hôm, rồi ngày mai ta sẽ đưa nàng xuống núi. Ước gì ta có thể lắng nghe tiếng sáo của chàng mỗi ngày. Nhưng trời và trần gian khác biệt, ta chỉ có thể gặp chàng như vậy thôi. Ta chỉ biết để lại một kỷ vật để chào tạm biệt chàng. Mong chàng có thể hiểu được tấm lòng của ta. Nàng có phép thuật ư? Nàng thực sự là ai? Ta là nàng tiên thứ bảy. Tối qua đã mạo phạm ở lại nơi này, xin chàng thứ lỗi. Nay trời đã sáng, ta phải trở về thiên giới. Nhưng thật lòng, ta rất cảm mến tiếng sáo của chàng. Ta ước gì mình có thể nghe tiếng sáo ấy mỗi ngày. Còn tôi tên là Ô Quy Hồ, là con trai của thần núi Ai Lao. Nếu nàng không chê ta hèn mọn, ta xin rước nàng về làm vợ của ta. Thật lòng, ngay từ khi nghe tiếng sáo của chàng, ta đã cảm mến chàng rồi. Nếu chàng đã có lòng như vậy, thì ta đây xin nghe theo. Vậy là nàng tiên thứ bảy ở lại nhân gian và trở thành vợ của Ô Quy Hồ. Thấm thoát cũng đã được một năm. Chàng đi làm về có mệt không? Vì nàng, có mệt hơn nữa ta cũng không ngại đâu. Trong khi nàng tiên thứ bảy đang hạnh phúc ở nhân gian, thì trên thiên đình, thái tử vẫn đang đợi chờ nàng mở cửa. Đã một ngày trôi qua, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Liệu có phải nàng tiên thứ bảy lại bỏ trốn một lần nữa không? Không được, nhất định ta phải đi hỏi cổng trời tung tích của nàng. Hỡi cổng trời, cho ta biết nàng tiên thứ bảy đang ở nơi nào. Nàng đang ở bên cạnh Ô Quy Hồ, con của thần núi Ai Lao, bên con thác trồng xanh và muôn hoa đua nở. Không thể như thế được, cô ấy là vợ chưa cưới của ta cơ mà. Ta phải bẩm báo việc này với Ngọc Hoàng và trừng phạt tên Ô Quy Hồ kia. Nàng tiên thứ bảy thật to gan, ta không thể tha thứ cho hành động này được. Mình phải khuyên ngăn Ngọc Hoàng và đẩy hết tội cho Ô Quy Hồ. Buông tâu Ngọc Hoàng, thường ngày nàng tiên thứ bảy hiền thục, lại hiểu lễ nghĩa. Thần nghe nói rằng tên Ô Quy Hồ dưới trần gian có khả năng thổi sáo, khiến vạn vật mê mẩn. Thần cho rằng đây là yêu thuật, hắn đã sử dụng nó để mê hoặc nàng. Xin Ngọc Hoàng minh giám. Chuyện mà Khanh nói, ta đã từng nghe qua. Vậy theo Khanh,
bây giờ nên làm như thế nào đây? Muôn Tâu Ngọc Hoàng, xin cho phép thần cùng Thiên Lôi xuống hạ giới và đưa nàng tiên thứ bảy trở về cử hành hôn lễ. Về phía Ô Quy Hồ, xin Ngọc Hoàng hãy nâng cao trời và đất để khoảng cách hai nơi cách xa nhau. Như vậy, nàng tiên thứ bảy và Ô Quy Hồ sẽ mãi mãi không được gặp nhau. Được, ta đồng ý. Thiên Lôi đâu? Muôn Tâu Ngọc Hoàng, vi thần có mặt. Nàng tiên thứ bảy đã phạm vào luật lệ thiên định, thật đáng tội lớn. Nay ta ra lệnh chia cắt trời và đất. Thiên Lôi cùng thái tử hãy xuống trần gian, bắt nàng tiên thứ bảy trở về thiên đình. Chúng thần xin tuân lệnh. Sao bỗng dưng gió mạnh thế này? Lẽ nào Ngọc Hoàng đã phát hiện ra ta đã trốn xuống trần gian? Ta phân lệnh Ngọc Hoàng xuống đây để bắt nàng trở lại thiên đình. Nàng hãy bao theo ta về thiên cung. Thái tử, xin ngài hãy về đi. Hãy tâu với phụ hoàng rằng ta muốn hủy hôn ước với ngài. Nàng đã quên rằng chúng ta có hôn ước từ cha mẹ truyền lại. Nếu nàng vẫn khăng khăng không theo ta về trời, ta sẽ không để cho tên Ô Quy Hồ kia sống đâu. Thiệt lôi đâu? Buông ta ra, ta không yêu ngươi. Hãy để ta ở trần gian với chồng của ta. Chàng ơi, em không muốn xa chàng. Nàng ơi, đừng rời bỏ ta. Các người hãy buông tha cho chúng ta đi. Tên Ô Quy Hồ to gan, người hãy biết điều, nếu không chắc ta nắng tay. Nàng ơi, duyên phận của chúng ta có lẽ chỉ được đến đây thôi. Ta chỉ là một người phàm, ta chỉ có thể chờ đợi nàng được đến đây. Sau khi nàng tiên thứ bảy bị bắt về trời, thái tử đã âm thầm cho người đưa Ô Quy Hồ vào ngục sâu, khiến chàng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Nghe tin đó, nàng tiên thứ bảy trở nên u sầu, không ăn, không ngủ và sinh bệnh nặng. Tại sao ta và chàng phải chịu bất công như vậy? Thần linh tối cao, hãy giúp ta một điều ước. Sau khi ta chết đi, hãy hóa ta thành con chim lông vàng với đôi cánh thật rộng, để ta có thể sải cánh đi tìm Ô Quy Hồ. Thế rồi, nàng tiên thứ bảy kiệt sức và gục xuống. Xác của nàng bỗng chốc hóa thành một con chim lông vàng ống với đôi cánh sải rộng. Con chim nhanh chóng đập cánh, bay về phía đỉnh núi có căn nhà tranh của chàng, luôn miệng kêu ba tiếng Ô Quy Hồ da diết khôn nguôi. Ô Quy Hồ! Ô Quy Hồ! Để tưởng nhớ về một mối tình đẹp nhưng ngang trái của chàng Ô Quy Hồ và nàng tiên thứ bảy, nhân dân quanh dãy Ai Lao đã gọi đỉnh đèo nơi có căn nhà tranh của chàng trai là đỉnh Ô Quy Hồ, và thác nước trong xanh kia là thác tình yêu. Ngày nay, khi đến Sapa, bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con thác này. Thác nằm trên địa bàn của xã Sang xã Hồ, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 4 km về hướng Tây Nam và cách đèo Ô Quy Hồ chừng 3 km theo đường thẳng. Thác tình yêu đồng thời cũng là điểm bắt đầu của hành trình du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Xi Păng, là đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Tỷ phú mù chữ. Mời vào. Thưa hiệu trưởng, tôi là Albert, ông cho gọi tôi ạ. Đúng vậy, tôi muốn hỏi anh vì sao không chịu ký tên chấm công. Mọi người đều làm theo quy định của tôi, còn anh thì không. Anh phản đối việc tôi được bổ nhiệm mà. Ấy chết, không phải vậy. Tôi nào dám, chỉ là... Là sao? Là vì tôi không biết chữ nên tôi không thể ký tên được. Cái gì? Thật không thể tưởng tượng được. Làm trong ngành giáo dục mà lại không biết chữ ư? Thôi, anh đi đi, trường chúng tôi không cần anh nữa. Xin ông nghĩ lại, tuy tôi nghèo không được đi học, nhưng tôi luôn làm việc rất chăm chỉ. Từ bảo vệ, lao công, đến làm thợ điện, thợ nước, sửa đồ, tôi đều làm rất tốt mà. Vô ích thôi, không có kiến thức thì việc gì cũng sôi hỏng bỏng không. Anh còn ở đây thì là nỗi xấu hổ cho ngôi trường. Sao ông có thể coi thường tôi thế? Được, tôi sẽ đi. Nhưng biết chữ như ông nói đâu phải là tất cả.
Tôi hoàn toàn không phải là kẻ vô dụng. Không biết chữ, không biết chữ cũng là cái tội sao? Tí quên, phải mua xúc xích về nhà đã. Đúng là một ngày tệ hại. Việc thì bị đuổi, xúc xích cũng không mua được. Ba ơi! Ba ơi! Con trai của ba lại phật ý gì thế? Con muốn ăn xúc xích. Nhưng cái này mẹ mua không ngon. Ngoan nào, biết làm sao đây? Bà bán cũ mất rồi. Người mới thì lấy đâu ra kinh nghiệm để làm ngon chứ. Ba ơi, con cho ba cái này nè. Ủa, con tự nướng xúc xích sao? Chết, ai cho con làm thế? Nguy hiểm lắm. Không phải đâu ba, con mua của một đứa bán ngoài phố đó, ngon lắm ạ. Nướng chín trong mùa lạnh là kẹp que sẵn, còn đi bán rong. Ai mà nghĩ ra cách bán hàng thông minh thế nhỉ? Là cái ông bán xúc xích không ngon lần trước đó ba. Giờ xúc xích của ông ấy làm ngon lắm rồi. Mẹ bảo hàng ông ấy lúc nào cũng đông khách, nên thuê thêm người bán rong khắp nơi nữa. Thật vậy à? Chà, người này tài giỏi đấy. Chắc phải được học kinh doanh từ những trường đại học danh tiếng hàng đầu. Còn phải lấy ông ấy mà làm gương để học tập cho tốt nghe chưa? Cơ sở trường đang xuống cấp trầm trọng, ngân sách lại eo hẹp. Nguy thực, phải làm sao đây? Alo. Vâng. Hả? Tài trợ xây dựng trường ư? Tỷ phú ở Manchester này à? Ồ, bán xúc xích à? Chính là cái người bán xúc xích con trai nói ngày trước. Kinh doanh giỏi thế cơ mà. Thật là uyên bác. Mời vào. Chào ông hiệu trưởng. Ngài là nhà tỷ phú muốn giúp đỡ trường chúng tôi. Rất vui mừng chào đón. Xin mời ngài ngồi. Tôi đã từng nghe về tài kinh doanh của ông từ lúc mới lập nghiệp. Thực sự tôi vô cùng thâm phục. Ông có thể chia sẻ bí quyết thành công một chút trước khi ta vào việc chính không? Ông còn nhớ người bảo vệ mù chữ Albert bị đuổi việc ngày xưa hay không? Chính là tôi đây ông ạ. À, tôi đã chứng minh cho ông thấy biết chữ chưa phải là tất cả. Thực ra ông nói cũng không sai. Người ta cần biết chữ, nhưng năng lực và sự sáng tạo mới là quan trọng. Thật, thật không ngờ. Khơi gợi tài năng. Trời ơi, con làm gì thế này? Bậy bừa hết cả ra nhà thế này nè. Con cái gì? Nếu rảnh rỗi thì học bài đi, lúc nào cũng vẽ vời rác cả nhà. Mau dọn đống giấy vụn này ngay đi. Còn cả đống trong phòng con nữa kìa. Đừng để cho mẹ nhắc lại một lần nữa. Alo. Sao cơ? Tôi phải đi phỏng vấn kiến trúc sư Benjamin Gupta trong một ngày nghỉ như thế này sao? Bắt buộc phải đi ngay hả? Vâng. Mẹ phải đi có việc gấp bây giờ. Mẹ sẽ nhờ cô Judy sang chơi với con. Ở nhà nhớ phải ngoan đó nghe chưa? Nhớ phải học bài đó. Còn một điều này nữa, hãy nhớ dọn dẹp sạch sẽ đống giấy vụn của con trước khi mẹ về đó. Vâng ạ. Là một trong những thành viên của Hiệp hội Kiến trúc sư Mỹ với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, ông có thể chia sẻ đôi chút về yếu tố động lực giúp ông có được thành công như ngày hôm nay được không ạ? Có thể nói cô sẽ không tin, nhưng động lực lớn nhất mà tôi có là từ năm tôi 6 tuổi. Từ năm 6 tuổi sao? Đúng vậy. Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích vẽ. Một hôm mẹ tôi có việc gấp phải ra ngoài. Bà bảo tôi ở nhà trông em. Ủa, cái gì thế nhỉ? Wow, nhiều màu quá, đẹp thật. Màu đấy, em thấy đẹp không? Em ngồi đó anh vẽ em nha. Hay quá. Ôi, chưa được.
để anh vẽ lại nha. Anh sẽ vẽ cho em thật nhiều hình. Tôi say sưa vẽ. Thế rồi... À, mẹ về. Anh ơi, sao thế? Sao không vẽ nữa? Chết rồi. Mẹ mà nhìn thấy thì... Làm thế nào bây giờ? Hả? À, con... Chắc sau đó, ông đã bị một trận đòn đau nhớ đời phải không ạ? Ồ, không. À, đó là Sally phải không con? Đúng rồi. Anh ấy vẽ con đó mẹ. Đẹp phải không? Ừ, đẹp lắm. Bà ấy không những không phạt mà còn khen ông vẽ đẹp sao? Thật là không ngờ. Đúng đấy. Chính tôi lúc đó cũng không thể tin được điều đó. Chính câu nói ấy của mẹ đã bồi đắp thêm cho ước mơ của tôi. Và thế là tôi say mê vẽ. Sau này vẽ lên những ngôi nhà. Còn mẹ, chính mẹ đã vẽ lên ước mơ trong tôi. Ra là vậy. Mẹ ông đúng là một bà mẹ tuyệt vời. Cảm ơn ông. Tôi thật sự rất cảm ơn ông đã dành cho tôi buổi nói chuyện hết sức ý nghĩa này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.